100% cạnh tranh trên mạng bây giờ là cạnh tranh giá các bạn ạ. Mà nó đẩy sản phẩm xuống rẻ rách luôn, giá không thôi. Marketing là sigma các hành vi. Còn nếu nhớ được hành vi gì thì tốt nhất, hành vi thỏa mãn cầu và hành vi thay đổi cầu rồi thỏa mãn, nhưng dựa trên mục tiêu của chính mình là sinh lời. Vậy đi học marketing là học cái hành vi chứ cái gì? Mà hành vi nó là một chuỗi hành vi, chứ đâu có phải cái hành vi quảng cáo là marketing. Tẩu lau. Và ra chợ thì market nó là cái chợ. Tao bán được vì tao hầu được người ta tốt hơn mày. Tất cả có thế thôi. Giai đoạn phát triển của marketing có nghĩa là những giai đoạn người ta đã từng hầu thì người ta hầu thế nào các bạn ạ. Và hầu là công cụ. Và cứ mỗi một giai đoạn phát triển của khoa kỹ thuật, khi mà khoa kỹ thuật là lực lượng sản xuất nó thay đổi, lực lượng sản xuất thay đổi thì quan hệ sản xuất nó sẽ thay đổi. Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất. Khi mà nền công nghiệp nó tăng dần thì nó quyết định toàn bộ cái quan hệ của tôi với các bạn. Và như vậy là trình độ hầu nó khác, nó nhảy bước ấy. Và như vậy thì các giai đoạn hầu hạ và nó ghè nhau ngoài chợ, đừng mua thịt thằng kia, mua thịt của tao vì tao hầu mày tốt hơn. Thì các giai đoạn hầu của marketing, tôi chưa nói truyền thông nhé, thì người ta hầu nó nhảy thế nào thì nó dùng ký hiệu. Và các bạn rất dễ nhầm nhá. Ở đây là marketing mấy chấm chứ không phải cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật mấy chấm nha. Thì marketing trình độ hầu đầu tiên đó là dấu cộng số 1, giai đoạn 1. Người ta gọi là giai đoạn marketing nguyên thủy. Nói một cách khác là hầu nguyên thủy. Nó xuất hiện khi hàng hóa cung cấp vượt tổng cầu. Còn giai đoạn ngày xưa không có hàng mà mua cơ thì lúc ấy không có marketing. Còn bây giờ cung vượt cầu, hàng hóa bị vượt tổng cầu, thằng nào hầu nhiều hơn thằng ấy ăn, có thế thôi. Lần đầu tiên xuất hiện hành vi marketing là đấy, ý số 2, để cho các bạn thật nhớ chứ. Hành vi marketing nó chỉ có hai hành vi thôi, đó là sản phẩm và giá, hết. Marketing là đi hầu người ta, hầu bằng hành vi, hầu bằng thể chế, hầu bằng quy trình. Marketing nguyên thủy người ta hầu bằng hai cái công cụ, sản phẩm và giá. Thằng nào sản phẩm ngon hơn hoặc giá ngon hơn thằng thắng, có thế thôi. Cho đến công ty lớn to đùng của các bạn vẫn cạnh tranh bằng cái trò này. Giờ này mà vẫn cứ cạnh tranh bằng sản phẩm với giá mà toàn lừa đảo, bao giờ các bạn thay đổi cái điều đó? Bao giờ cái thằng thầy giảng lên như tôi, tôi chưa nói chuyên môn, tôi nói tâm huyết ấy, tôi nói trình độ hầu. Ý số 3, người mua cần. Trong hai cái yếu tố hầu giá và hầu sản phẩm thì người mua cần có mỗi cái phần lõi của sản phẩm thôi, cũng là sản phẩm, nó chỉ cần lõi thôi. Mà lõi thì các bạn nào chưa học thì không hiểu lõi. Lõi chính là gì? Nó là lợi ích công năng. Nồi là nồi đất hoặc nồi gang, càng bền càng tốt, thằng nào bền hơn ngon hơn, hầu sản phẩm là hầu cái đó. Định hướng marketing cái gì à? Hai chấm, định hướng theo hướng đổi chắc. Tí nữa chúng ta sang phần sau thì chúng ta sẽ hiểu cái từ đổi chắc nó giá trị thế nào. Bởi vì lúc này các bạn ạ, tiền nó chưa xuất hiện, mua về người ta mua bằng cái không tiền. Người ta lấy gà, người ta đổi cái nồi gang. Và cái nồi này chỉ cần có công năng tốt là được. Và người ta không đổi gà lấy một cái nồi của cái cửa hàng khác. Vì cửa hàng khác ấy, cái nồi dở ẹc, lại còn đắt nữa. Cho nên nói marketing là hầu, thì marketing 0.0 là marketing hầu bằng sản phẩm, công năng và giá. Và thằng nào ngon hơn hai cái đó thằng ăn. Website của em là sản phẩm em tốt lắm, không thằng nào hiểu chữ tốt cả mà cứ gào lên. Cậu đang nói tốt theo nghĩa công năng các bạn ạ.
Rất tiếc lợi ích mà người tiêu dùng cần liên quan tới công năng nó chỉ ở 0.0 và 1.0 mà thôi. Các bạn ạ, hiện tại mình không thu ai, nhưng vấn đề về mặt gia tốc thì coi chừng. Và một giai đoạn người ta đã kinh doanh như vậy, kinh doanh trên sự ngây thơ của người mua. Vì người mua không có một tí thông tin nào ngoài từ người bán. Nó nói phét đến tận cùng của tận cùng. Bao giờ các bạn nhận thức được cái điều đó? Và điểm cuối cùng, PR là một pháp nhân. Mà đứng đầu PR là có một chủ tịch hội đồng kiêm tổng giám đốc điều hành luôn. Đó là anh Nguyễn Công Trọng. Và toàn bộ địa chỉ, số điện thoại hiện, vì tôi nói ra xong các bạn cũng quên, hiện trên cái màn hình của phần giới thiệu này. Rất cảm ơn các bạn chia sẻ với tôi và cùng chúc nhau sức khỏe, cùng chúc nhau thành công, cùng chúc nhau hạnh phúc cho tất cả các mặt hoạt động, trên các mảng hoạt động của chúng ta. Xin chào. Trường Doanh Nhân PR.